Hello, chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình mới lấy một cái gói hàng này các bạn. Mình mua trên Shopee nè các bạn. 175 ngàn. Và ở đây là để mình coi các bạn xem. Ở đây là mình mua một cái thiết bị nha các bạn. Thiết bị là đo công suất điện áp và tiêu thụ điện năng nha các bạn. Đây là một cái đồng hồ đo điện áp nha. Mình mua trên Shopee là giá là 175 ngàn. Và tiếp theo là mình có một cái đơn hàng này nữa các bạn. Mình cũng mua trên Shopee luôn các bạn. Ở đây là mình mua một cái công tắc Wi-Fi Smart Light nè, công tắc có wifi nha các bạn. Là phiên bản tiếng Việt và công tắc điều khiển từ xa nha các bạn. Đây có wifi luôn nha. Giờ mình sẽ khui hàng này ra nha các bạn. Trước tiên là mình khui cái này ra trước các bạn. Để ở trong này thì nó có cái gì nha các bạn. Ở đây thì họ gói hàng đơn giản thôi các bạn, không có gì hết. Một cái thùng, một cái hộp giấy như vậy. Và đây là cái công tắc nha các bạn. Hình như là on off nè, wifi smart nè. Ở đây là một cái công tắc điều khiển từ xa cho điện nha các bạn. Ở đây là cái công tắc thì hiện tại là mình định là sau này là mình xài độc lập, chứ mà lâu lâu á là mình sẽ xài một cái này. Đây đây thì nó có một cái này các bạn, đây nó có một cái chân ở đây nữa các bạn. Đây nó có một cái chân, ở bên này nó có một cái chân nữa các bạn. Mà sao mình thấy hình như nó phải có hai cái chân như vậy, nó đã mất một cái nắp rồi các bạn. Nó phải có một cái này nhìn nó liền các bạn. Đây nè, đây hiện tại là do để mình kiểm tra lại thử coi các bạn, trường hợp còn nha. Ở đây có một cái này nè các bạn, nó có đậy lại đây nè. Là mình dỡ ra nè, để mình lấy nát lại cho các bạn xem. Đó, ở đây là một cái dây nguội nè, đây là một cái dây lửa. Nói chung là hình như ở đây nó có một cái nút bấm bật mở nè. Cái này xài, nếu mà mình xài thì mình vẫn câu dây. Cái này là một cái công tắc nha các bạn, để xài ví dụ như mình xài một cái inverter 3-trong-1 nha các bạn. Nhiều khi mình bật lưới và nhiều khi mình không bật lưới nha các bạn, nên mình sẽ xài cái này qua điện thoại, cài vô wifi qua điện thoại nha các bạn. Đây là một cái nha. Và tiếp theo là ở đây có một gói hàng này. Đây là một cái đồng hồ đo điện năng nha các bạn, ở điện năng tiêu thụ nha các bạn. Điện cũng 220, đo công suất các thiết bị điện. Đây là mình mở ra rồi các bạn. Ở đây thì nó có một cái hộp nè ở đâu này. Và để mình nói thêm nha các bạn, ở đây nè hình như nó có một cuốn sách chứng nhận sử dụng nữa các bạn, của cái công tắc điều khiển từ xa wifi nha các bạn. Đây, chỉ rất là kỹ lưỡng nha các bạn. Đây hiện tại đó, nó bật tắt cho cái quạt nè, vẫn là dây nguội, dây lửa và dây nguội là lửa và dây nguội nè. Đây một điều khiển cho một cái đèn nè, và đây cũng vậy, một cái đèn.
Đèn này là đèn đèn sợi tóc, và đèn này đèn led, và để cái quạt nha các bạn. Ở đây nó có một cái nút nè, on off nè các bạn, khởi động nữa. Để có wifi nha các bạn, mà để chừng sau mình sẽ kết nối và mình kết nối wifi và điều khiển thử cho các bạn xem nha. Còn bây giờ hiện tại là mình khui hàng đấy nha, phù hợp. Và tiếp theo là đây, một cái đồng hồ đo công suất nha các bạn. Đây là em nó đây, đây các bạn, to nha các bạn, để mình để bàn tay cho các bạn xem. Nó cũng tương tương với cái bàn tay mình á, bàn tay mình thì cũng không có lớn lắm mà tương đương với cái bàn tay của mình nha các bạn, bốn ngón tay nè, nhìn to nha các bạn. Đây nó có hai cái lỗ để cắm điện, và đây có hai cái lỗ vô để cắm vô ổ điện nha các bạn. Và cái này xài sao thì mình để mình hiện tại là mình bấm này, nó lên điện nè các bạn, nên để mình có thể nó xài sao nha. Đây nó còn một tấm giấy bóng nè, để mình lột ra luôn nè. À, nhìn nó rất là đẹp các bạn. Đây là mình nghĩ là nó để watt nè các bạn, vẫn là cái nút fiction đây nó. Đây là thời gian nè, đây là cái watt nè, là nó đây là kilowatt xài nè, watt giờ nè, nó đây là công suất nè. Đây là ở dưới này nó có cái head nè, head là điện của mình là 50 Hz hay là 60 Hz gì đó nha các bạn. Là để mình để cái miếng này vô lại nha các bạn, hồi nãy mình lột ra cho các bạn xem thôi. Để miếng vô lại lỡ nhiều khi nó đã trầy xước, nó có trầy xước, nó xước sơ thôi các bạn. Còn mấy cái nút này thì mình chưa biết. Đây là up là lên, down là xuống, code. Còn cái nút này mình thấy rất giống reset nè các bạn. Bà hình như mình lấy cái tăm xỉa vô đây là nó reset là tất cả các thứ nè. Đây này nhìn to nha các bạn. Đây mình coi lại mặt sau của cái đồng hồ đâu công suất nè các bạn. Mặt sau là điện là 230V AC, điện là 50 Hz nè, và điện từ 200 đến 250V. Dòng mắc của nó là 16A, còn watt đó là 3680W nè bạn. Này rồi mình có tem bảo hành đàng hoàng nha các bạn. Ở đây mình mua trên Shopee thì cũng không biết là của nào nữa, chứ mà mình coi trên shop, mình mua trên Shopee. Ở đây hình như mình để mình lục hết trong cái này đây coi còn gì nữa các bạn. Đây có một cái cây gì này, mình nghĩ không có cái cây gì, cây nhựa này. Mình nghĩ là cái cây này là để cắm vô cái nút reset nha các bạn, xỉa vô đây nè, mình thấy không. Là nó nó cái này, tất cả đều đó các bạn. Đây nhà đây đã có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nè các bạn, cái giấy hướng dẫn sử dụng. Mình thấy không, mấy bên này là tiếng Anh nha. Vậy là xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ đem cái đồng hồ này nè, mình sẽ cắm vô ổ điện và mình coi thử, mình test thử một cái quạt của mình thử là nó bao nhiêu xài bao nhiêu watt giờ nha các bạn. Này giờ mình sẽ cắm vô ổ điện nha. Và ở đây là mình có một cái ổ điện nha các bạn, ổ điện là điện 220 nha, xài điện 220 nha các bạn. Và đây một cái quạt nha, hiện tại bây giờ mình sẽ rút cái dây quạt ra nè, dây quạt ra đương xài nha các bạn. Chung là đồ chỗ này là chỗ đồ điện của mình xài.
mình làm tất cả thiết bị để làm video cho bạn xem đó. Ở đây hiện tại là mình cắm một cái ổ điện này vô nè. Và đây là cái đồng hồ nè các bạn thấy không? Nó lên nó báo số rồi. Giờ mình sẽ dùng cái phích cắm này của quạt nha. Mình cắm vô. Và mình sẽ bật quạt và đo công suất thử nha các bạn. Hiện tại là quạt vô chạy nha. Giờ quạt ở đây đã chạy rồi các bạn. Nè, quạt nó chạy đây các bạn thấy không? Nó lắc cái đó thấy chưa? Đó. Hiện tại là để mình bấm cái này mình chưa sử dụng nha các bạn. Đó, giờ nó đo thời gian nè, hiện tại nó đang chạy là 22 giây rồi đó. Ở đây 0,176A nha. Và cái này là 0, để mình lột luôn cái tấm này đi. Tiếc rồi, cuối cùng cũng không được gì bạn. Đây. Đây rồi mình sẽ bấm nút Fusion này nha các bạn, mình cứ bấm đại. Dọc này hồi được. Này, nó ra nè 11,6W nè. 51,6W à. Nó nhiều lắm bạn, nhiều thông số lắm. Đây. Mình cứ bấm đi. Nó ra gì nó ra. Các bạn biết thì các bạn comment vô cho mình nha, mình cứ bấm thí lên nè. Điện á, hiện tại là đây cái volt ấy, đó là 225V nha các bạn. Đây mình cái nào mình biết thì mình sẽ nói. Còn không có biết thì mình sẽ im luôn. Đó, mình xài là 17,6A đúng rồi. Đó. 0,8 gì đây. Nhìn mình cái này cho mình không biết đâu. Đó, hiện tại đó quạt nó trên này nó đo đồng hồ nó đo nha các bạn. Đo thời gian nè. Hiện tại đây được 1 phút rồi, gần 2 phút rồi đó. À, còn cái này là xài là 0,75A nè. Đó. Cái tiêu thụ điện năng hay sao á? 11,6W rồi. Còn đây là watt của đồng hồ, watt tiêu thụ nè. À. Watt giờ. Mình cứ bấm thấy lên thì coi nó ra sao. Thôi vậy là mình đã bấm xong cái và test thử cái đồng hồ này với một cái quạt này nha các bạn. Và mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem video thì muốn review món nào thì cứ comment dưới phần bình luận cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem video nhớ like cho mình một like nha các bạn. Like cho mình một like và bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha. Rồi giờ mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn và tất cả mọi người. Đây.